Xin chào mừng mọi người quay trở lại với kênh của Bá Hùng Audio. Chúng ta đang tìm kiếm một chiếc đầu phát CD kiêm chức năng giải mã và Music Server ở phân khúc từ 40 cho tới 50 triệu đồng thì sẽ lựa chọn những sản phẩm nào? Và hôm nay Bá Hùng Audio sẽ giới thiệu đến với mọi người một chiếc đầu vô cùng giá trị và chất lượng trong phân khúc 40 đến 50 triệu đồng. Đó chính là chiếc đầu Cocktail Audio X45. Chiếc đầu này thì là một chiếc đầu đa năng, rất nhiều kết nối cũng như là rất nhiều các tính năng độc đáo. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu ngay sau đây nhé. Vâng, chúng ta vừa cùng nhau khui thùng cocktail X45 xong và bây giờ thì xin mời quý vị bạn hãy cùng Bá Hùng Audio chúng ta tìm hiểu chi tiết về mẫu đầu cocktail X45 này nhé. Cocktail X45 là một music server thiết kế theo hướng toàn diện và tiện dụng, tương thích với mọi nguồn nhạc, dễ sử dụng với người dùng phổ thông. Điểm nổi bật của thiết bị này chính là khả năng kiêm nhiệm nhiều vai trò bao gồm đầu phát nhạc số, đầu đác giải mã, trích xuất nhạc số từ đĩa CD, ghi đĩa CD và chơi đĩa CD trực tiếp trên máy này. Là một music server cao cấp, Cocktail Audio X45 được nhà sản xuất Cocktail Audio trang bị một nền tảng phần cứng ở dẫn đầu công nghệ hiện nay. Đầu tiên, CPU sử dụng chip dual core ARM Cortex A9 hiệu năng cao chạy ở tốc độ 1GB, RAM 1GB loại DDRAM và bộ nhớ 8GB flash, tích hợp DAC 2 RED dùng hai chip ES9018K2M. Đây là dòng chip cao cấp tham chiếu được xây dựng theo cấu trúc dual DAC, sử dụng tín hiệu số riêng biệt cho từng kênh trái phải, bộ điều khiển SMOD 64-bit với 16 lõi, cấu trúc RIG nâng cao chức năng USB DAC đạt hiệu suất cao nhất, thiết kế mạch nguồn riêng biệt cho modem xử lý tín hiệu kỹ thuật số và analog đảm bảo nguồn điện mạnh mẽ, ổn định, giảm thiểu nhiễu ồn đến tín hiệu âm thanh. Vâng, đầu tiên về tổng thể thiết kế của máy thì thực sự đây là một chiếc máy được làm vô cùng là chỉnh chu và nghiêm túc. Chúng ta có thể nhìn thấy là tất cả khung của máy đều được làm bằng kim loại và sơn tĩnh điện. Riêng phần mặt máy thì họ sử dụng một tấm nhôm nguyên khối được CNC cắt khắc vô cùng là sắc nét và tinh xảo. Các cái chữ được dập, các chữ được khắc chìm ở trên mặt của máy. Đầu tiên thì chúng ta có thể nhìn thấy ngay một chiếc màn hình hiển thị vô cùng lớn ở phía trước mặt. Nó sẽ hiển thị đầy đủ các thông tin như là các cái chất lượng của file nhạc cũng như là mọi cái thông số để chúng ta cài đặt và sử dụng. Đó là một cái điểm rất là nổi bật ở trên chiếc đầu này. Phía bên tay trái thì chúng ta sẽ có một núm volume để điều chỉnh âm lượng. Nếu như chúng ta sử dụng một chiếc power âm ly không qua pre thì có thể dùng trực tiếp cocktail X45 này để sử dụng như là một chiếc premium ly, rất là tiện lợi và vô cùng là chất lượng. Phía bên tay phải thì chúng ta sẽ có một núm để tùy chọn các cái ứng dụng ở trên máy bằng cách điều chỉnh lăn tròn đây. Đó, hoặc là bấm chọn vào thì chúng ta sẽ nhấn thẳng vào. Rất là dễ dàng trong cái thao tác sử dụng. Phía dưới thì chúng ta sẽ có các cái phím chỉnh cơ bản để chúng ta có thể setup nhanh trên chiếc đầu này một cách là đơn giản và thuận tiện nhất, không cần qua một chiếc điều khiển từ xa. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có một ổ đĩa CD được đặt ở phía check lên trên phía trên một chút. Đây là một dạng ổ đĩa CD
hít khi mà chúng ta nhét đĩa vào thì nó sẽ tự động nó hít vào phía bên trong, rất là tiện và vô cùng là gọn gàng. Một điểm cộng lớn ở trên chiếc máy này đó chính là đĩa CD mà chúng ta sưu tầm được những cái bản đĩa gốc mà chất lượng cao. Chúng ta có thể zip trực tiếp vào những cái ổ cứng hay là những cái thiết bị lưu trữ ở trên thân lưu trữ ở trên máy này để chúng ta có thể lưu lại những cái file nhạc chất lượng cao. Mỗi khi mà chúng ta chơi thì chúng ta có thể sử dụng trực tiếp nhạc số đã được lưu trữ vào trong USB, rất là tiện lợi. Còn về các tính năng sử dụng thì chúng ta có thể dễ dàng thao tác rất là thuận tiện bằng cái núm ở bên tay phải này. Phía bên trong thì chúng ta sẽ có rất nhiều các cái chức năng. Đầu tiên thì em muốn giới thiệu đến với mọi người đó là chức năng chơi nhạc số trực tiếp ở trên ổ cứng bằng cái mục là Music DB. Tiếp theo thì chúng ta có thể chạy đĩa CD. Đĩa CD thì chúng ta sẽ chọn qua cái mục là CD Play và Zip. Chúng ta cũng có thể dễ dàng lựa chọn các cái bản nhạc yêu thích để tạo thành một cái playlist nghe mỗi khi mà chúng ta chơi. Tiếp đến là mục Input. Trong đây thì sẽ có các cái đường vào để chúng ta có thể lựa chọn bằng các đường kết nối với các cái thiết bị ngoại vi. Ví dụ như là đường USB để kết nối với máy tính này, cổng Phono Input để kết nối với các cái thiết bị cơ than, cổng AUX Input để có thể lựa chọn thêm đường vào, và thêm nữa là cổng cáp quang và cổng cáp đồng trục để có thể lựa chọn kết nối với các thiết bị ví dụ như là TV rồi máy tính vân vân để chúng ta cho qua chiếc Cocktail X45 này nó giải mã cho chất lượng âm thanh được tốt hơn. Tiếp đến thì chúng ta cũng có một cái mục để nghe FM. Và đây là cái mục quản lý các cái thư viện nhạc ở trên máy. Bên trong cài đặt thì chúng ta sẽ có đầy đủ các cái tính năng để chúng ta cài đặt về mạng, về hệ thống này, rồi về chất lượng zip nhạc và chất lượng audio xuất ra. Nói chung đây là một chiếc máy có một cái thao tác sử dụng khá là dễ dàng và thuận tiện. Hầu hết chúng ta đều có thể sử dụng ngay sau khi mà được xem qua cái hướng dẫn này. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về phía sau của máy xem có những cổng kết nối gì và nó sẽ có những cái cài đặt hay sắp xếp như thế nào nhé. Phía sau thì đầu tiên chúng ta sẽ thấy là một cái công tắc nguồn tắt cứng để chúng ta có thể ngưng sử dụng lâu dài thì chúng ta sẽ tắt cái công tắc nguồn này. Phía bên dưới thì sẽ có một cái cổng nguồn và một cái cầu chì để chúng ta có thể thay nâng cấp cầu chì cũng như là thay nâng cấp dây nguồn kết nối vào. Tiếp đến thì chúng ta sẽ có đường kỹ thuật số ra bao gồm có một cổng đồng trục, một cổng cáp quang và một cổng EBU XLR. Phía bên trên thì sẽ có các đường ra analog bao gồm có hai cổng ba lăng và hai cổng RCA. Tiếp đến chúng ta sẽ có một cổng audio USB. Tiếp đến thì chúng ta sẽ có một cổng USB audio input để kết nối với máy tính. Đây là một cái đường truyền dẫn tín hiệu chất lượng tốt nhất hiện nay. Và dịch sang bên phía tay phải thì chúng ta sẽ có các cái đường vào kỹ thuật số là đường đồng trục, là đường cáp quang và đường đồng trục, thêm đường EBU XLR, đây là một cái cổng truyền tín hiệu số giải mã từ các cái nguồn phát nhạc số như là TV, máy tính vân vân, rất là tiện lợi. Đây là một cái thiết bị có thể nói rằng rất nhiều các cái kết nối với lại các thiết bị ngoại vi để cho qua chiếc đầu này giải mã chất lượng âm thanh được nâng cao và tốt hơn. Thêm một đường vào analog in để chúng ta có thể kết nối với lại các cái nguồn phát khác. Và phía bên trên thì chúng ta sẽ có một cổng cắm đường phono chơi cơ than trực tiếp qua đây. Những anh em nào chơi cơ than thì đây sẽ là một cái thiết bị vô cùng là tiện lợi. Chúng ta sẽ không cần phải mất thêm chi phí mua phono box. Hầu hết những người chơi phono đều đánh giá cái chất lượng phono của X45 này vô cùng là tốt và rất là hợp lý trong tầm tiền. Nếu như chúng ta đầu tư phono box thì khoảng trên dưới 20 triệu thì không qua được với lại cái chất lượng phono của X45 này. Và chúng ta sẽ có một cổng kết nối Internet. Đây là một cổng kết nối mạng LAN để giúp cho truyền cái tín hiệu stream nhạc online được ổn định và chất lượng hơn. Ngoài ra thì cũng có thêm cổng để kết nối với lại mạng Wi-Fi. Nếu như chúng ta không có dây cắm mạng LAN thì có thể kết nối trực tiếp mạng Wi-Fi qua đây. Cũng rất là tiện lợi. Thế nhưng mà chúng ta nên đặt gần những cái modem phát Wi-Fi thì nó sẽ giúp cho mạng ổn định hơn. Còn nếu không muốn ổn định nhất chúng ta hãy sử dụng cổng LAN này. Ngoài ra thì chúng ta cũng có một cổng HDMI và rất nhiều cổng USB để kết nối với các cái nguồn ổ cứng và hoặc là cổng USB để chơi nhạc trực tiếp trên chiếc máy này. Phía dưới thì chúng ta sẽ có một khay để đựng ổ cứng. Trong đó thì có thể đựng được ổ
HDD và ổ SSD, ổ kích thước 3.5 và 2.5 đều có thể kết nối được với chiếc đầu này. Về tổng thể mặt sau của máy thì chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy họ làm vô cùng là nghiêm túc và chỉnh chu. Rõ ràng nhìn thấy qua các cái rắc kết nối đều được làm mạ vàng rất là đẹp. Và việc này thì giúp cho tiếp xúc nó được chặt chẽ cũng như là không bị ảnh hưởng bởi thời gian cũng như là khí hậu. Nếu như không được mạ vàng như thế này thì lâu ngày nó sẽ bị oxy hóa hoặc là bị ăn mòn đi. Điều đó thì sẽ làm giảm cái khả năng truyền dẫn của các cái rắc này. Và họ đã sử dụng vàng để mạ lên tất cả các cái rắc kết nối này, cho thấy là một chiếc máy được đầu tư rất là nghiêm túc và làm vô cùng là tốt. Vâng, chúng ta vừa cùng nhau tìm hiểu chi tiết về chiếc máy Cocktail X45, đầu CD kiêm chức năng Music Server và chức năng làm giải mã vô cùng chất lượng này. Hiện tại thì sản phẩm này đang là hàng nhập khẩu chính hãng, có sẵn hàng tại Bá Hùng Audio và được bảo hành 1 năm để chúng ta chơi yên tâm. Đang có giá list của hãng niêm yết là 57.500.000 đồng. Tuy nhiên tại Bá Hùng Audio thì bên em đang có mức giá chiết khấu vô cùng tốt. Anh em nào đang tìm kiếm cho mình một chiếc đầu CD kiêm chức năng trimmer và kiêm chức năng làm DAC thì đây sẽ là một cái lựa chọn vô cùng tốt trong phân khúc trên dưới 40 triệu đồng. Hãy liên hệ trực tiếp với Bá Hùng Audio để có những mức giá tốt nhất. Và bây giờ xin mời mọi người cùng cảm nhận âm thanh đến từ sản phẩm Cocktail X45 này nhé.